Uống trà xong mua cho tao một gói cơm nếp và một dĩa há cảo cho tao ăn nghe. À, nhớ hả? Cái thằng chó đó không có biết bí mật vô đây để làm gì. Mặc kệ đi. Tóm lại đừng cản trở tụi mình làm việc được rồi. Quan trọng nhất là đừng có để cho nó tới gần Sandy. Sếp bà lần sau tôi không dám gì nữa đâu. Đồ ngu ngốc. Coi mày tới sau này còn dám làm nữa không? Dĩ nhiên không dám. Nhưng lần sau đừng có mạnh tay tôi vậy được không? Không đánh mạnh làm sao mày sợ chứ? Đúng rồi. Về lớp học. Thank you sir. Không lẽ cô Cindy có quan hệ tới vụ án sao? Anh Tinh, anh thì là quái phong đó nha. Anh đánh bể cái banh quả thì là thần thông quảng đại, không thể tưởng tượng. Hãnh diện không? Hãnh diện chứ. Thiệt là hãnh diện đó. Cô gái đẹp la hét không vậy? Không những la mà còn rên nữa. La gì? Hễ. Hey, anh Tinh à, lúc trước công lực của anh chỉ có thể chụp được cục đá thôi, không ngờ bây giờ lại tiến tới cảnh giới đánh bể banh luôn, lại có tư thế rất ngoạn mục. Anh lợi hại đó anh Tinh à. Bộ chụp được cái banh là hãnh diện sao? Còn chụp được gì nữa? Đang chụp được nữa kìa. Trời lợi hại quá ha, biểu diễn coi. Có cơ hội mà, chờ coi đi. Vậy chờ anh nha, hả? Tôi chờ anh đó. Té ra bộ chính trị đã bố trí binh tướng trong này rồi, chứng minh là dự đoán của tao không sai. Cái trường hợp này quả là có vấn đề mà. Được rồi, lần này mình khỏi bị đánh nữa rồi. Alo. Có tin tức gì không vậy? Định mời bạn gái tôi đi ăn cơm. Tôi cũng vậy. Nói bây giờ tới giờ rồi sao? Trở về làm bài đi. Chào Tinh, bộ chính trị chúng tôi muốn mời anh về sở uống cà phê. Đại ca, uống cà phê hả? Cho đi với. Tụi anh tới trường học đó làm gì? Anh lãng trí hả? Tôi nói nhiều lần rồi mà, tôi muốn đi học thôi. Kêu tôi là sơ. Kêu sơ hả? Vậy sơ dạy khoa nào vậy? À, thấy cái tướng sơ của bộ dạy là giả sử rồi ha. À không, trung sử. Tôi cảnh cáo các anh nha, về sau đừng có theo anh này vô trường, nếu không tôi bắt hết các anh đó. Ê, chuyện gì? Tôi không đi học thì không có việc làm, tại vì tôi là sinh viên. Thì phải rồi, đâu có lý gì không cho người ta đi học chứ. Châu Tinh bây giờ không còn là người của đội cảnh sát nữa, có phải không anh Đạt? Thế nào? Bọn sợ tôi nói sao? Tôi không sợ tôi nói chúng nào. Nè nghe đây, sau này phải cố gắng học hành, không có được điều tra, không được cô gái, không được đánh chủ nhiệm quân đạo. Yes sir. Về đi. Goodbye sir. Thank you sir. Được rồi, về. Cái vụ án này nếu mà có gì sơ sót thì cô phải phụ trách. Let's go. Có phải là do anh sếp đặt không? Tôi muốn làm gì? Cô đừng có hỏi được không? Được. Tôi đã tin cậy anh rồi mà. Mặt của anh không sao chứ hả? Thiệt là nhiều chuyện. Alo. Sao hư rồi? Mặc kệ đi, chị Điểm nói đây mà. Xong giờ nha.
Sao không ai hết vậy? Cẩn thận nha, tụi nó chưa định ở đây. The target is Adam Smith International School. But the cops are already at the school. Cops? You're afraid of cops? Now, mate. Anh Tinh à, nếu để cho thằng này biết được thân phận của mình á, thì tụi mình rất nguy hiểm đó. Hay là... Đại ca, đừng giúp tôi bịt miệng nha. Tóm lại sự bí mật này nếu mà có đứa nào tiết lộ cho người ta biết. Ha? Ha? Không thể vậy đâu. Tôi đã vô hỏi các người rồi mà. Muốn không có chuyện thì mau mau làm bài vở hết đi. Dạ dạ, làm xong rồi. Anh Tinh à, cái hi-fi đâu? Bán rồi. Upgrade à? Không có tiền. 100.000 của tao tụi bay đã phung phí hết trơn rồi. Phải bán mới có tiền. Anh Tinh à, đừng có sợ. Để tôi giới thiệu thằng cho vai cho anh nha. Thằng nào? Anh Tinh à, 6 giờ rồi. Về làm việc đi, nếu không tính thêm giờ đó. Về đi, về đi, về đi. Ê, Miss Ho. À, hô, hey, lâu quá, lâu quá. Tôi không muốn lại nhảy với cô nữa. Tôi về nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Đi về. Bye bye. Ờ, bye bye. Mẫn. Nè, sao mà tụi nó đi về vậy? Tụi nó lên làm ống nước. Ống nước? Bây giờ tụi nó đang học nghề sửa ống nước. Nè, tóc số ốc của em nó lại dài ra nữa rồi. Không thành vấn đề, ngồi đi. Cảm ơn. Thưa ông mấy người. Là một người. Anh đã đặt tiệc đám cưới rồi chưa? Đặt rồi, đặt rồi. Ủa, sao lại không thấy hi-fi ở đó nữa? Hả? Cần gì hi-fi? Bây giờ có em ca hay như vậy rồi, cần gì hi-fi nữa chứ? Anh nói cái gì đó? Tức là nghe em hát còn hay hơn hi-fi nữa. Nè, ngày mai này đó, em có hẹn với một người trung gian địa ốc đó. Anh nhớ đem theo gửi ngân phiếu đó nha. Em muốn đặt cọc sao? Cần gì gấp vậy chứ? Sao bộ anh không có tiền à? Có đây nè, lần trước em đưa anh vẫn còn ở đây mà. Nhưng nếu mình hối hả đi đặt cọc như vậy, tức là mình phải trả góp rồi. Trả góp thì trả góp chứ, anh có thể đút đơn xin trợ cấp cho công chức nữa mà. Đâu còn tình hình này nữa. Tại sao mà không có? Vì anh nằm dùng mà. Nằm dùng? Sao anh nói là đã được thăng chức? Thăng chức thiệt à. Nhưng vẫn còn nằm dùng à. Bây giờ anh là quan chỉ huy trong bọn nằm dùng đó. Cái chỗ này không ai cũng làm được đâu. Em phải mừng cho anh thì mới đúng chứ. Em có vui không vậy? Ừ. Cười đi. Ừ. Ờ, như vậy nó có trở ngại hôn lễ của mình hay không? Đừng có trở ngại nha. Đừng có trở ngại chuyện của mình nha. Trì hoãn nữa là anh chết đó. Anh làm gì vậy? Hả? Không có gì. Tiếp tục đi. Tiếp tục? Phải rồi. Em nói nha. Làm ơn mau mau đi. Hôm nay tôi dạy các người chơi judo. Muốn tập chơi judo cho giỏi đó thì phải dùng sức lưng này nè, hả? Tới đây. Ê à, ê à. Ngoại trừ biết dùng sức lưng đó thì sức chân cũng phải hết sức quan trọng. Tới đây. Ê à, ê à. Nè, thấy chưa hả? Thật ra judo có thể thiên biến dạng quá. Thí dụ như là ê à, ê à, ê à. Ê à, ê à. Ý. Nè Sandy, cô ra đấu thử với anh ta coi. Dạ. Thầy à, cô là con gái đó. Tôi đặc biệt kiếm một người nhỏ bé nhất ra đây đấu với anh ta. Nếu mà kiếm người khác tôi e rằng anh sẽ chết thôi. Chuẩn bị. Đấu. Làm gì mà nhảy cha cha vậy? Đấu đi. Hey. Tạch ơi.
Cảm ơn nhiều nha. Được rồi, coi như quê đi. Ê, sao tắm mà quá vậy? Anh cũng chơi judo hả? Biết chứ. Sao lại tắm? Tụi mình là người hợp tác với nhau. Sandy không có quan hệ vụ này đâu. Sandy, tôi không hiểu. Tôi tới đây học thôi. Nếu tới đây học thì anh đừng nên tới đây để mặc cô gái. Đâu có. Vậy không lẽ cô ta cua anh? Nhìn mặt anh kìa, nhìn kỹ đi, nhìn đi. Có chứ nào con gái thích không, hả? Nói đi, anh nói đi, có không? Có không? Không có. Vậy thì đúng rồi. You got it. Give me five. Yeah, yeah, you got it. Yeah. Hey, give me five. What? Give me five. Nếu cô gái thì cô Sandy thôi.